Xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em Hoài sẽ giới thiệu với các bác một dáng dao mèo thủ công Lai Châu mà khá là nhiều bác yêu thích, với dáng là với dáng dao vỏ vuông, chất liệu gỗ và chất liệu cán là chất liệu cẩm đỏ và bọc khâu đồng nguyên chất, có dây buộc để các bác đi sừng như thế này các bác nhé. Con số 2 thì đã có chủ nhân chốt rồi ạ. Và hai con này giá bằng nhau là giá 1,2 triệu bao ship các bác nhé. Hai con giá bằng nhau, giá 1,2 triệu bao ship. Con số 1 này thì chưa có chủ nhân này, các bác này. Chưa có chủ nhân, thợ mới làm xong. Đấy, các bác nhìn vân gỗ rất là đẹp. Và hai con thì mỗi con nó sẽ có một kiểu đẹp khác nhau và vân gỗ sẽ khác nhau. Màu này là màu gỗ tự nhiên các bác nhé, màu gỗ tự nhiên ạ. Đó, hai con rất là đẹp, hoàn thiện thủ công bởi người Mông Lai Châu. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết ở bên trong luôn. Và với dòng dao này thì thợ làm dao và làm vỏ thì là sẽ là một con dao, một cái vỏ. Vì vậy mà nó sẽ khóa lưỡi được các bác nhé. Với dòng dao này là khóa lưỡi được, độ hoàn thiện cao. Do thợ giỏi ở Lai Châu rèn thủ công ra, vì vậy độ hoàn thiện rất cao. Các bác đi dừng các bác khóa lưỡi được này, các bác đẩy lưỡi xuống dưới. Cái phần chữ V này nhá, các bác cứ đẩy lưỡi xuống dưới này, đẩy lưỡi xuống dưới này sẽ khóa lưỡi. Khi các bác mở lưỡi dao lên thì các bác đẩy lên giúp em, nó cạch một cái và các bác rút dao ra khỏi cái vỏ này. Thợ làm cực kỳ khít và chắc chắn cho các bác luôn. Đây là dao bên trong các bác này, dao bên trong nhá. Và lưỡi dao sẽ dài 28,6 phân, có cán chắn đồng nguyên chất này. Ở dưới cán thì sẽ là vòng ống đồng các bác nhé. Chiều dài cán là 14,4 ạ. Ở phần trong chỗ gần chỗ cán là 3,8, chỗ bụng béo là khoảng 5 cm. Và độ dày của sống dao là khoảng 7 ly thon trần với mũi. Đấy, 7 ly thon trần với mũi. Đấy. Chất liệu thép rèn đó là thép mảnh bom các bác nhé. Giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu một con, bao gồm cả vỏ như thế này. Bao gồm cả vỏ luôn. Bác nào ưng ý thì cả dao cả vỏ như thế này, giá là 1,2 triệu bao ship. Em còn sẵn một con hàng này. Và bác nào mà ưng ý thì các bác chốt liền. Nếu mà các bác chốt sau mà hết hàng thì các bác chờ em vài hôm là em sẽ bảo thợ đánh con khác các bác nhé. Thợ đánh con khác. Đây là những cái hàng hoàn thiện thủ công. Vì vậy mà cái giá thì nó sẽ cao hơn. Cao hơn và chất lượng nó sẽ tốt hơn. Bởi vì thợ giỏi ở Lai Châu rèn thủ công các bác nhé. Bác nào ưng ý thì chốt con này giúp em, đó là mã mèo cẩm vỏ vuông. Đấy, lưng gù mũi hách, dáng dao mèo truyền thống của người Lai Châu này. Đấy, rất là đẹp luôn. Bác nào ưng ý thì alo cho em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419 các bác nhé. Chốt con hàng này giá 1,2 triệu bao ship. Các nào mà ưng ý thì các bác nhanh tay chốt liền giúp em nhé. Một siêu phẩm mèo thủ công. Siêu phẩm mèo thủ công. Và những cái sản phẩm này thì chứa đựng tâm huyết của người Hơ Mông Lai Châu. Và các bác thợ mà người Mông đã dành rất là nhiều thời gian tỉ mẩn để hoàn thiện một con mèo như này cho các bác nhé. Nếu bác nào ưng ý thì các bác chốt liền em giúp em Hoài ạ. Và khi mà các bác giao vào, con này thì cũng rất là đẹp này. Con này thì em đã gửi cho khách rồi. Đấy, rất là đẹp. Cả hai con đều đẹp luôn các bác nhé. Cả hai con đều rất là đẹp. Bác nào ý thì các bác alo cho Hoài nhé để được chốt đơn hàng thành công. Theo số điện thoại là 0352 749 419 nhé. Xin chào các bác, cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào các bác.